Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2 tới đây, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức giao nhận quân năm 2021. Là một trong các địa phương có truyền thống giao quân đạt chất lượng cao qua các năm, quận Ngũ Hành Sơn hiện đã gần hoàn thành mọi công tác chuẩn bị lễ giao quân, trong đó việc nắm tình hình tư tưởng thanh niên và gia đình được đặc biệt chú trọng. Thanh niên Trần Ngọc Sơn, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, cuối tháng này sẽ lên đường nhập ngũ. Vừa bước sang tuổi 19, nhận giấy báo trúng tuyển một lúc hai trường đại học là Kinh tế và Thể dục Thể thao, song anh Sơn quyết định gác việc học để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Gia đình Sơn hoàn cảnh khó khăn khi ba đang điều trị ung thư, mẹ và anh trai không có việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì vậy, để anh Sơn an tâm tòng quân, trước, trong và sau Tết, chính quyền địa phương đã thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình. Trong thời gian sắp đến, thì địa phương cũng tiếp tục quan tâm đối với những gia đình có thanh niên nhập ngũ và gặp khó khăn từ nay cho đến khi các em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tôi nghĩ môi trường quân đội giúp tôi nâng cao sức khỏe, rèn luyện bản thân, nên tôi viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Còn mấy ngày nữa sắp lên đường thì tâm trạng của tôi đang rất là háo hức. Hiện đang là sinh viên năm 2 Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nhưng ước mơ thuở bé đã thôi thúc anh Nguyễn Anh Tươi bảo lưu kết quả học tập để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trúng tuyển và nhận được lệnh gọi lên đường, cả gia đình anh Tươi phấn khởi kỳ vọng anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ và viết tiếp ước mơ ở môi trường mới. Trần Ngọc Sơn và Nguyễn Anh Tươi là hai trong số 110 thanh niên của quận Ngũ Hành Sơn tình nguyện nhập ngũ mùa xuân này. Em có ước mơ là đứng vào hàng ngũ của lực lượng vũ trang dân thì để là cống hiến cho Tổ quốc. Và trong cái lúc mà em học đại học được 2 năm thì em lại suy nghĩ nhiều và cũng nghĩ là thời gian của mình cũng còn khá là dài. Nên là em quyết định đó là đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Đối với cấp phường là thăm hỏi và động viên 100% số thanh niên nhận lệnh. Đối với cấp quận thì tặng cho 20 suất thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phường là 5 suất. Về trình độ mà nhập ngũ năm nay thì về cao đẳng đại học trên 19%. Để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, quận Ngũ Hành Sơn đã phát lệnh xong từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, 86 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự, 24 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Từ đây đến ngày giao quân, địa phương sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19, cấp phát quân trang và tiếp tục gặp mặt động viên thanh niên nhận được lệnh gọi lên đường nhập ngũ.